Rồi, đi qua phía này này. Đây, quán đập này. Rồi, kìa, hai ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Rồi, ok, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của YanNotTOne nha. Rồi, trời ơi, tôi đang tính nấp ở bên bụi này để nó đi thẳng lên, nó pha tôi đánh nó gần hơn. Mà anh ngờ hai ý tưởng lớn gặp nhau, vãi trưởng thật. Trời ơi, trận này gặp Maloc, trời ơi. Rồi, nói chung là gặp Maloc thì đánh sao kệ đi. Bây giờ tôi cứ tranh thủ chém lính đi. Thôi nó chém kìa. Thôi, bộ này đánh thường này. Lôi. Ui, vẫn bị dính một phát. Khó thật chứ. Rồi, ok, nói chung là kệ đi, gặp Maloc thì cứ đánh tà thôi. Con này con Maloc có trâu mà. Đó, mọi người bắn được Maloc thì mọi người phải có đồng minh nha. Rồi, bây giờ vô chém này, né này. Ui, chậm tay rồi. Rồi, đó, lui nhá mọi người. Nói chung là cảm giác né được thì né, không né được thì thôi, phải lui nhá. Rồi, bây giờ thì lướt lên, mất chiêu ấy. Đánh thương nó chạy tiếp. Nói chung là đánh cứ nhấp nhả thôi. Rồi, đánh thường này. Chiêu hồi đâu. Ui, chiêu lướt hồi chậm quá, không kịp né thôi. Rồi, nói chung là cứ cấu máu rồi chạy ra mọi người. Ui, cảm giác nó bị dính phân nữa rồi. Trời ơi, đau. Má, cảm ơn luôn, chém đau thế. Rồi, bây giờ thì biến về nhé mọi người. Biến về thôi. Đó, rồi, từ từ. Đây này. Đây, đợi tí, đợi chém đó, chém đi. Không chém à? Rồi, ném đi, đánh thường này. Combo này lui nhá mọi người. Ôi, để nó hồi chiêu chém là tôi chết đấy. Bởi vì nó chết hồi máu rồi, nó ao nháy rồi á, nên là pha đó mọi người mà rướn quá là nó hồi kịp chiêu là mọi người chết đó mọi người. Rồi, bây giờ ăn quả lên cấp 4 này, không biết nó có vào đánh mình không ta. Rồi, bây giờ vô lướt. Rồi, lướt chém thôi. Nó về nó cục máu rồi, thì mình cũng về cục máu nha. Trời ơi, đánh cái Maloc này khó chịu nhờ. Chắc đợi phải tôi phải nâng đao đó. Rồi. Lùi nha. Đây, lướt này nó chém mình đây. Đó. Trời ơi, mày cứ chém tao đi, tí nó chém lại cho mày chết. Rồi, ok. Ôi. Trời ơi, chém nó thì tôi chết rồi. Hết là tôi chỉ đánh cấu rìa tới mà tôi mà cố chấp tôi đánh solo kill nó con vét ra phán nó là chết rồi á. Rồi, kiểu gì đem nó ăn tà hật này. Đây, ulti này, tốc biến này. Ôi, chết bà rồi. Vãi nồi, tôi vừa tốc biến vô cái là tôi bị ăn nguyên cả cầu của Dirak. Ôi ôi, khổ thật chứ. Hên quá rừng mình vẫn không bị thọt. Vãi nồi, một pha chết ngáo thật sự. Trời ơi, vừa tốc biến qua thì cướp con tà hần mà ăn ngay quả cầu Dirak vào mặt. Tôi không thấy Dirak mọi người. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ có, nó chỉ có mỗi con Maloc với con Veles thôi, mà ai ngờ vừa bay vào cái gặp con Dirak. Rồi, hơi xui nhưng mà không sao, nói chung là chết mạng thì không sao đâu. Bây giờ tôi sẽ quay tôi ăn con quái nha mọi người. Họ kém quá nhỏ đi. Rồi, nói chung là mất được lật lính rồi thì mọi người phải làm sao để cho mọi người nó bù lại ít vàng nha. Chứ mọi người để mất luôn là mọi người thọt đấy. Đó, nói chung là tôi chơi con này chắc trận này tôi phải nâng đao mọi người ơi, nâng đao tránh con VS con Maloc nha. Đó. Nói chung là cứ nâng đao thôi, hỗ trợ tem thôi chứ mất công nó chém con Maloc hay con Perez mà chém được nhiều người nó hồi cục máu á, cứ chém nâng đao cho nó giảm hồi máu lại cho tem đánh cho dễ thôi. Chứ thực ra với con này tôi không sợ nâng đao đâu, tôi có sợ nó mà tôi phải nâng đao chí đấy. Bình thường tôi sẽ nâng full dam để nó đánh cho kiểu sốc dam mọi người. Ê, nó ngáo này. Ui, không giết nó rồi. Trời ơi, tốc biến luôn. Pha đó tôi ulti nhanh xíu nữa mà nó chưa kịp bắn ulti cái là nó chết chắc mọi người. Rồi, bây giờ thì đó, cho lính đánh chết đi, không cho nó farm nhá. Rồi, bây giờ thì đánh quái này, rồi đợi nó. Ui, thế mà vẫn thiếu một xíu đam kìa. Trời ơi, đang tính lát hit mà đam yếu á. Rồi, chém thường này. Ui, cụt mất 2 con luôn, nể thật sự. Rồi, bây giờ di chuyển nhá mọi người. Di chuyển đi, cho tôi ké đây, xin. Trời ơi. Rồi, mid ở dưới rồi, té lượm luôn một vài con quái nhá mọi người, rồi đi lên thôi. Đó, tôi cho lượm con nào lượm thôi, mid di chuyển lên lại rồi thì tôi sẽ biến về, đi về nhá. Rồi, cỡ qua đánh đi nấp bụi chi nữa là bị lính nó bắn mất con quái nhỏ rồi. Rồi, bây giờ gặp Perez, gặp con này chắc tôi phải lên tầm cấp 8 nó mới ăn nó mọi người. Cái này nó chém tôi, nó chém hồi máu ghê quá. Tôi không có cấu được nó bao nhiêu hết á. Rồi, bây giờ thì lượm con quái này, xong rồi qua đây lượm con rơi nhé mọi người. Thằng Maloc tôi nghĩ nó sẽ di chuyển xuống bên kia rồi. Nên là lượm nhanh con rơi. Rồi, lượm nhanh con rơi này xong rồi qua tiếp tục farm nha. Đó. Rồi, lui nhá, không đánh sai của top đâu nhá. Đó, tôi tranh thủ farm này nhá. Veles thì tôi mới thấy nó ở dưới bên kia rồi. Tôi sẽ qua đó check. Đây, bắt đầu di chuyển thôi. Rồi, mà trước hết làm gì thì làm, mọi người phải quá check sai quái của Veles á. Rồi Veles chết kìa, không biết còn quái không đây. Rồi xong hết quái rồi mọi người ơi. Đó, hết quái rồi, không đi lượm được con nào của quái bên rừng đó rồi. Nên bây giờ tôi sẽ di chuyển xuống đây, tôi farm được lính mid nha. Trời ơi, Nico lên đâu, Nico lên đâu. Rồi chắc biết là dưới rồi mọi người ơi, biết là dưới rồi thì tôi sẽ lượm quái nhé mọi người, lượm luôn hai con xe nhá. Rồi đánh thường này, hên quá, sẽ mất con quái này nữa thì thôi không biết nó gì tôi luôn nữa. Rồi bây giờ thì di chuyển lại lên nhé mọi người. Đó. Nói chung là pha nãy tôi ăn con quái kia thì tôi phải bỏ với con xe. Rồi ô chém thường này, chém thường này, rồi lui nhá, cấu rỉa thôi. Đó, cấu rỉa thôi. Thằng Maloc nó có đao mọi người, thằng Maloc có đao rồi là tôi đánh không hồi máu bao nhiêu đó. Nói chung là tầm này tôi đánh cái Maloc rồi, Maloc mà solo cứu tôi không lại đâu. Nó lên cấp 8 rồi, Maloc solo cứu tôi là không lại tôi đấy. Rồi bây giờ thì chém quá, chém quá, chém quá. Rồi ok lượm nhá. Rồi mất chiều đúng không? Mất chiều cứ vô chém thường thôi mọi người ơi. Rồi chém thường ơi, mày ulti không? Mày ulti không? Mày ulti không? Ulti đấy. Không ulti à? Tôi phải có câu cái ulti đó mọi người ơi. Ui đau 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 đau. Thổi lưu trụ kìa. Rồi kẻ đi. Bây giờ thì chém. Ui hên đấy. Hên đấy. Nó mà chém dính pha tốc biến này tôi chết rồi, nhưng mà đây đây né này. Ui không đủ tầm thôi. Trời ơi. Tốc biến né cái chiêu chém của nó mà lại không đủ tầm đi, nhưng mà hên vẫn giết được nó nhé mọi người. Không sao vẫn giết được nó. Ui 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 cứu 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 cứu. Cứu tôi hết mana rồi. Nè 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 nè. Ui về đấy bạn non rồi, về đấy bạn non rồi. Ui và này về đấy non đấy, hên quá nó sấy vậy là tôi không chết. Rồi xong chết Perez luôn. Đem tôi lên kịp rồi. Này thì dí này, này thì dí này. Ui, phá đó Perez non vãi trưởng ra ulti thẳng vào bụi, ulti vào mép đó tôi né được. Hên quá là né được ulti của nó chứ không có là coi như là mạng nó tôi tử rồi. Rồi ok, nó nói chung là may mắn vẫn đến với tôi mọi người. Veles thì hơi xui thôi. Rồi này thì ham dí mình xong rồi tem mình lên cover cái giết nó luôn rồi mọi người ơi. Rồi ok, bây giờ thì di chuyển lên đường trên đẩy lên cái trụ ấy mọi người. Đó nói chung là còn con Maloc này bình thường thôi, không có gì khó hết đâu. Rồi tôi sẽ tranh thủ nâng cái đao nhá, nâng cái đao xong là Maloc thôi khỏi solo kill tôi luôn, mà ném đao xong Maloc không có tuổi luôn. Né này, né này. Đó nói chung là cứ né chiếu thôi. Ui đầu thế, dính không ulti này. Rồi bỏ này, đánh thường này. Trời ơi lướt lướt ra, lướt ra từ từ đã, đợi chiều nha. 1-0 mình lên rồi, đợi nha. Rồi xong tạm biệt mày, tạm biệt bye bye ulti này, đánh thường này. Ui ui rồi là chém thường rồi, xin mạng nha. Trời ơi. Đó, nói chung là mọi người cứ từ từ đánh với con Maloc cứ từ từ thôi, đừng có ham chém thường nó hết chiều rồi lui nhẹ cái. Lui nhẹ cái đời hồi chiều đợi tem mình lên rồi đánh tiếp. Chứ mọi người mà cứ ham chém cái nó quạt là chúng chứ một cái nó hồi máu đấy. Rồi rồi. Ui ui ui. Né được chiêu lần hai nha. Rồi lách. Ai cứu. Lách né. Ui sống nó. Sống được rồi mọi người ơi. Tôi đã cố gắng hết sức để tôi né rồi nhưng mà thôi không sao. Đó, tôi đã câu giờ kịp để cho tem tôi lên giết tại con Veles nha mọi người. Trời ơi, pha đó né hay thế mà vẫn không sống được. Hết chiêu rồi mọi người. Rồi, ok. Rồi mít mình đẩy luôn cái trụ đi xong rồi đi về. Trời ơi bỏ nó tung kìa. Rồi ơi. Ok sinh trở lại đây. Trận này tôi bú win rồi mọi người ơi. AD tôi đánh khét quá mọi người. Toàn tên nói chung là chơi tem 5 ấy. Đang chơi tem 5 mấy bạn thôi á. Rồi bây giờ thì di chuyển đi farm thôi. Trời ơi trận này tôi vàng cuối team luôn. Lần đầu tiên chơi gian không phế nhờ vàng cuối team. Vãi trưởng thật. Rồi hút cả SB chứ nể luôn. Đó. Bây giờ thì ai ui rồi thế là vẫn dính cái cục kiều của con AD bạn con Joker. Rồi bây giờ thì tranh thủ ở đây có mid mình lên múc nó giết nó chém đi chạy không từ từ nha đây này tôi ra này. Ui tốc biến rồi bỏ đi Khoa ơi. Ui rồi thôi xong rồi. Ui không kịp giật về cái bé nó bay lên chém luôn mọi người. Đây chơi được này đánh thường này với Maloc nha. Rồi ui Maloc chém đầu thế. Rồi né này. Rồi có tốc biến nha, chắc chắn này đấy giết. Ui loại hay được lớn gặp nhau mọi người ơi. Rồi đây này từ từ lui nhẹ cái. Rồi chém thường này, xin hèn quá AD lên kịp. Trời ơi cái pha nãy hay được lớn gặp nhau tôi tốc biến tôi ulti lên trên thằng bé đấy nó ulti xuống dưới hên ảo thật. Rồi ok bây giờ thì biến về rồi nha, biến về xong rồi đó để đánh nhau kìa. Lui nhẹ lui nhẹ bỏ nó sâu lắm đừng có bắt. Rồi trời ơi trận này hai ý tưởng lớn gặp nhau rồi nha. Rồi bây giờ thì tôi di chuyển lên đấy. Rồi xong lên cấp 12 rồi, tên bạn tới công chuyện rồi. Trận này tôi sẽ lên thánh kiếm nhé mọi người. Hy vọng là trận này lâu lâu xíu để test được sức mạnh cho anh em xem về thánh kiếm mạnh như thế nào nha. Rồi nè giờ đắp đây sẽ có thằng nào đi qua đây không là lụm này. Rồi không có thằng nào qua rồi thì tôi sẽ di chuyển qua tôi xin con quái nhá. Đó pha đoàn lính thôi. Trời ơi giờ cứ đi kiếm bụi nóc thôi. Rồi nó bụi này nhá, kiểu gì em bạn nó cũng thấy rồi nhưng mà kệ nó. Rồi vô chém thường này, đánh thường này, né nhá. Rồi nó chiều này, vô búc có liền này, ulti không cho nó ulti chạy này. Trời ơi, liên hoàn choáng vậy thì sao mày ulti được. Rồi nè, rồi lút thôi, quay đi vào chủ cái nó đẩy cho cái là toang ấy mọi người. Rồi chung là làm gì làm cống máu thôi. Ui rồi ông Joker, con Joker nó chỉ vô nó ulti cái nó chạy mọi người. Trời ơi, trận này tem tôi quá áp đảo rồi, trận này ai cũng hay á, không mình tôi hay mà tem tôi cũng hay. Đó rồi, bây giờ thì di chuyển qua farm quái nha. Nói chung là bây giờ đang ở dưới này rồi, cứ farm mà có gì farm đó thôi. Họ tem tôi ép ở trên kìa, đáng đẩy trụ đi. À đây truyền thuyết rồi, này đi bú cái ra đây mọi người ơi. Rồi bộ kia hay quá tem ơi. Đó, bây giờ thì đây đợi xíu này, farm lẹ khoái người di chuyển lên ép trụ cùng tem mọi người ơi. Nói chung là phải ép trụ nha. Còn mắt thắng hay không nhưng mà phải ép trụ nha, không ép trụ được là dễ lật kèo lắm. Phải ép kiểu gì mọi người muốn chắc chắn ông win, mọi người phải kiểu gì combat kiểu gì cũng phải cố gắng lấy được một cái trụ nhà lính nhá mọi người. Đây này tôi tranh thủ tôi rủ này, xong rồi tôi qua đây lấy một siêu máu, 6 máu quái trụ này. Rồi đánh xíu rồi chạy nha. Đó cứ lấy một tí thôi, trụ này đâu giống trụ liên minh đâu, trụ liên minh là đến cái trụ này ấy là bắt đầu hồi máu rồi nên là không sợ nha. Trụ này mà giống trụ liên minh á là thôi cười áo đó. Rồi bây giờ thì nâng một cái này nè, rồi bộ này đánh thường này rồi lui nhá, không ở lại chơi đâu. Đó đây này nè, mày vô chơi không? Ui da, vãi nồi nó chém đau thế. Thôi làm gì nữa, trời ơi nó chém tôi kìa mọi người, chém mấy cái tôi nửa cây rồi làm gì, làm ulti này, né chiêu này, lại ra này, rồi xong hết chiều chết nhá em, hết chiều chết nhá. Rồi tôi tốc biến chi vậy, tốc biến chi vẫn phải chết thôi. Trời ơi bọn này, mấy ông này chơi game không biết tiết kiệm gì hết á. Rồi ơi kiểu gì cũng chết rồi, nhưng phí tốc biến để tốc biến cho mạng sau chứ còn chạy ấy chứ. Rồi ok bây giờ thì để xem nha, lính lên này, solo kill hay quá. Rồi giờ lính lên, giờ tem tôi sẽ cố gắng ép vào trụ nha. Đó nói chung là giờ lính 3 đường lên đều nên là thì chắc chắn là mất phải ít nhất là 1 trụ, kiểu gì sẽ mất 1 trụ, kiểu gì sẽ mất thôi, lính 3 đường lên này mà. Rồi đấy kìa, cái chuyện này có Dirak đép trụ khỏe quá. Này ulti này chắc chắn Dirak sẽ chết này. Rồi chạy đó bộ này rồi lướt ra này, nó xin nhẹ mạng Dirak nha. Rồi xong giết AD này, trời ơi AD bị, ôi AD nó ngáo. Đây giết luôn mạng của Maloc mọi người ơi. Này từ chắc chắn trận này chắc pha này lại tem tôi win ở đây đấy mọi người. Rồi ok chắc chắn là win ở đây rồi, tem bạn chết 3 rồi, chết 4 rồi. Thì nếu anh em thấy clip hay nhớ đừng quên cho xin một like nhá. Rồi ok bye bye anh em, hẹn em clip sau nhá. Họ em bảo ra từng thằng một chết đến nay thì thủ nhà kiểu gì. Rồi ok bye bye nha, hẹn em clip sau nhé, bye bye.